Đáng chú ý, một thông tin rất đáng lo ngại, Mỹ đã xác nhận trường hợp nhiễm Ebola thứ hai, nhưng đáng lưu ý, đây là trường hợp đầu tiên lây nhiễm ngay tại nước Mỹ. Đó là một nữ nhân viên y tế tại bang Texas đã bị nhiễm virus Ebola sau khi người này tham gia điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, bệnh nhân Mỹ đầu tiên nhiễm Ebola sau khi trở về từ Tây Phi và đã tử vong hôm 8 tháng 10. Điều đáng lo ngại là nữ y tá này bị lây nhiễm Ebola ngay cả khi đã mặc quần áo bảo hộ. Nhân viên y tế này đã được đưa vào khu cách ly để chữa trị sau khi có những cái triệu chứng sốt nhẹ từ ngày 10 tháng 10. Hiện giới chức y tế bang Texas đang tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân lây nhiễm bệnh và xác định sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, bởi nữ y tá này đã mặc quần áo bảo hộ và tuân thủ các quy định trong điều trị. Giới chức thành phố Dallas đã tiến hành tẩy trùng toàn bộ khu vực chung cư nơi nữ y tá này sinh sống, đồng thời cách ly để theo dõi 48 người khác có liên hệ với nhân viên y tế nhiễm Ebola.